Còn tại phường Thọ Quang, cử tri đã đề đạt đến Hội đồng Nhân dân thành phố nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, các dự án chậm tiến độ. Cử tri cũng mong muốn Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm đến tình trạng xuống cấp các nhà chung cư, thực trạng đồ đổ xe tại khu vực nhà trưng bày Hoàng Sa, vấn đề ngập úng, thoát nước đô thị. Về cái vốn đầu tư công, thành phố Đà Nẵng chúng ta là có 3.375 tỷ, thì bây giờ năm vừa rồi thì chúng ta thì có giải ngân được cái là được hơn 56% theo cái chỉ tiêu chung, thế vẫn đạt 43% theo cái kế hoạch chung của thành phố Đà Nẵng. Vì vậy thì đề nghị là giải trình thêm cái chúng ta đã giải ngân được những cái gì mà còn những cái gì mà để được chúng ta là thành phố chúng ta là tiếp tục làm thực hiện từ nay đến cuối năm. Còn có 2 tháng nữa thôi, nhưng mà còn là hơn 57%, thì cái này là đề nghị là có cái giải trình. Là cái nhà máy bay hàng xa thì hiện nay là khách rất là đông, đặc biệt là khách ở phía Bắc và phía Nam và cả nước ngoài. Thế nhưng mà cái bến đỗ xe phía trước này là chưa có, trong khi đó cả cái khách sạn nhà hàng ấy thì đều có bến đỗ xe, riêng nhà hàng xa chưa có. Để đảm bảo an toàn trong việc du khách của những người qua lại thì đề nghị là nên có bến đỗ xe phía trước nhà hàng xa. Thì chúng tôi chỉ đề nghị là các lãnh đạo xem xét về những cái cống nước thoát á ở các nơi như là Lê Thánh Trung hay là Lộc Phước 2, Lộc Phước 4, Phước 5 đều dùng về khu vực Lộc Phước 4. Mà cái cống của các nhà mà xây dựng á, khi mà làm á thì cái cống thoát ra biển á thì là nhỏ quá, cái là nước đi nước.